sinh ngày 18 tháng 11 năm 1966, là nhà nghiên cứu nho học, nhà chính trị và nhà quản lý giáo dục người Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông sinh tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Năm 1984, ông tốt nghiệp trung học trường trung học phổ thông Ngô Quyền, Hải Phòng, năm 1990, ông Sơn tốt nghiệp khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Hán Nôm, rồi ở lại trường giảng dạy tại khoa từ 1991-2002. Năm 1996, ông bảo vệ phó tiến sĩ nay tương đường tiến sĩ, khoa học ngữ văn tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận văn của ông có nhan đề những xu hướng của nhà học Việt Nam nửa thế kỷ 18 nửa đầu thế kỷ 19 và sự tác động của nó tới văn học người hướng dẫn Phó Giáo sư Trần Đình Hượu, Phó Giáo sư Bùi Duy Tân. Năm 2005, ông được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư. Năm 2007 đến 2008, ông làm học giả thỉnh giảng Visiting Scholar, nghiên cứu tư tưởng nho giáo ở Việt Nam tại Viện Harvard Zenching trong khuôn viên Đại học Harvard. Viện này độc lập với Đại học Harvard nhưng do Đại học này tham gia với tư cách thành viên sáng lập không liên quan gì đến nhà nước Trung Quốc Viện có chương trình đưa các học giả châu Á sang hợp tác nghiên cứu tại Đại học Harvard. Sự nghiệp của ông Nguyễn Kim Sơn gắn liền với Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ tháng 4 năm 1991 đến tháng 2 năm 1999, ông là cán bộ giảng dạy khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 3 năm 1999 đến tháng 3 năm 2002, ông kiêm thêm chức vụ bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 4 năm 2002 đến tháng 3 năm 2003, ông làm phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 4 năm 2003 đến tháng 4 năm 2006, ông là trưởng phòng đào tạo kiêm phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 5 năm 2006 đến tháng 5 năm 2007, ông là trưởng phòng đào tạo kiêm giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 11 năm 2009 đến tháng 5 năm 2010, ông là phó hiệu trưởng, phó bí thư Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn kiêm giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 1 năm 2012 đến tháng 2 năm 2016, ông là phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 2 năm 2016 đến tháng 6 năm 2016, ông là phó bí thư thường trực đảng ủy, phó giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 30 tháng 6 năm 2016, ông được bổ nhiệm là giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và từ ngày 20 tháng 9 năm 2016 là bí thư đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 3 tháng 1 năm 2019, ông trở thành giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiệm kỳ 2018 đến 2023. Trong thời gian Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành thí điểm phương án đổi mới tuyển sinh đại học bằng cách thi đánh giá năng lực, ông Nguyễn Kim Sơn là người trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực hiện công việc này. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, ông được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề cử. Quốc hội Khóa 14 Phê Chuẩn và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm ông giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26 tháng 5 năm 2021 theo quyết định số 770 trên quy đề TTG của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 cảm ơn quý vị đã xem video hãy like ấn nút chia sẻ và đăng ký kênh miễn phí để tiếp tục theo dõi những bản tin mới nhất của chúng tôi nhé